Music. Giờ này ai mà vào trong cái ổ của chị á thì phải check in. Chị muốn cho khán giả thấy cái quãng giọng của em. Sẵn sàng thôi ạ. Rất sẵn sàng. Em thử bắt đầu bằng nốt trầm nhất của em đi. Đó là được sòn nha ngọ. Em giữ cái khẩu âm này cho chị nhá. Và em xuống nốt mì chị nào. Run lắm vỡ đúng lắm, không? Vỡ nhưng lắm. Có thể được. Ok, dạ. Bắt đầu từ lên tiếp nữa. Trời ơi. Đô, vậy đó. Là em là từ đẹp nhất là từ có thể là mì đi. Mì. Ép xuống là mì, tới đô. Đô mấy là rồi ạ? Đô 5. Rồi đô 5 ok. Là hơi là năm cao rồi đấy. Là năm cao. Nhưng mà không hả? Đẹp, không đẹp lắm nhỉ. Bỏ đi. Bây giờ em từ đô 5 lên tiếp cho chị xem. Ok ạ. À. Nè. Đồ 6. Rồi ok. Lên được nữa không? Không. Cẩn thận em nha. Em xin phép chị là không lên được nữa rồi. Vậy là mình xác nhận nhá. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay Miu Amazing. Quãng giọng là nam cao, giọng tự nhiên, nốt đẹp nhất và có thể xuống trầm nhất, đó chính là nốt sòn và lên tới đô 5. Giọng giọng pha và giọng giả thanh là đô 6. Tôi đã làm việc được 5 phút nên bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi. Ủa gì vậy? Em báo là mỗi lần mà điện thoại mà nó lên cái nhạc này á là chị em mình không nói nữa. Nghỉ. Cái gì, đã làm việc 5 phút rồi bây giờ tôi phải nghỉ ngơi thôi à? Mà chị nãy giờ chị em mình nói chuyện 50 phút rồi đó. Chị em nói bài này trên TikTok của em đúng không? Chị biết bài này cho nên chị giật mình của em để nhạc chuông bài này á hả? Em ơi, cái bài này nó nổi tiếng lắm luôn ở trên mạng TikTok. Đúng vậy, và chủ nhân là em đây thưa chị. Và chủ nhân là của em, có chị có gì cô gái miền Tây thích cái nó luôn. Em gái miền Tây cũng là một bài trên TikTok. Là rap. Một bài của em thế nha. Bây giờ sao vậy? Cuộc đời này sao chớ bây giờ muốn làm ca sĩ mà sao cuối cùng lại nổi tiếng là rapper với cả làm nhạc TikTok và như thế nào? Cho nên chị thấy không? Bây giờ chị nghĩ đi, chị ở bằng cái tuổi này chị vẫn muốn kết hợp với những nghệ sĩ mới, thử những loại âm nhạc mới thì không lẽ em không được làm chuyện đấy? Chị thấy từ nốt thấp tới đến nốt cao á, em hát có một vị trí âm thanh thôi. Đó là giọng ngực. Nó sẽ không có chốt được cái âm thanh của em, nó chắc chắn, khỏe khoắn. Chị đang muốn hỏi em, với cái vị trí âm thanh mà em đang sử dụng bây giờ á, nói thiệt nha, em hát một câu ngắn lắm. Với kinh nghiệm của chị, em không hát được một câu dài đâu. Vậy thì tại sao em rap dài dữ vậy hả Cưng? Chị không hiểu nha. Thực ra cái lúc hát á thì cái vị trí âm thanh ở trên cao của mình á, nó dễ làm cho em bị đóng cái thanh quản lại á. Cho nên là mình hay hết hơi, trong khi đó thường em rap là em rap phần thấp. Mà cái phần thấp của mình thì nó cho em nhiều cái lợi thế về chuyện rằng là trong một cái hơi dài mình có thể là dài lên liền. Thì rõ ràng là em nghĩ rap thử chị nghe nè. Bây giờ em sẽ rap thử bài sáng mất trưa nha. Phải cho cái đồng hồ nha. Bắt đầu bấm xuống. Rồi, ok lạ. Đếm nha, đếm đi. Đếm cho anh nè. 3, 2, 1. Anh ta trông thiệt yêu, yêu còn nhìn em trông thiệt eo. Ôi, tình yêu là một giấc mộng đẹp nhưng em cuối cùng là khóc ướt nhẹp cái gối nè. Lần sau em kiếm mầm mối nó tốt hơn nghe. Anh không phải là người gây ghen. Anh chỉ nói để em biết là cho em còn phèn. Anh không giỏi anh trong bình. Anh chỉ lấy lại những thứ là của mình. Em xinh xắn em trong đứng đắn nhưng đi thì thái độ anh còn nên anh trong thiệt yêu, yêu còn nhìn em trong thiệt eo. Ôi, tình yêu là một giấc mộng đẹp nhưng em cuối cùng là khóc ướt nhẹp cái gối nè. Lần sau em kiếm mầm mối nó tốt hơn nghe. Anh không phải là người gây ghen. Anh chỉ nói để em biết là cho em phèn. Là bao nhiêu? 28. Từ đó tới giờ là em có bao giờ đo chưa? Em chưa bao giờ đo. Em chưa bao giờ đo. Đây là lần đầu tiên mình đo cái hơi thở của mình trong một cái hơi rap.
Nếu mà như vậy thì bây giờ em hát thử xem nhé. Em hát thử một câu thì nó dài cỡ nào, được bao nhiêu giây so với em rap. Wow. Ừ. Em son thứ đi ạ. Bay lên, ok. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời. Bay lên cao như cồn cao. Quay là ở đây hơi rồi, thấy hơi rồi, hết rồi, thấy chưa? Khó lắm. Bao nhiêu giây? 14 giây. Khó lắm. Thế bởi vậy tại sao? Nhưng mà rõ ràng là hát cái đoạn cũng không đẹp nữa. Ừ, nó nằm đây. Ví dụ đi. Không đẹp. Ví dụ đi. Ok, bây giờ thì chị hát thử nhá. Ok. 1 2 3 go. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng người. Bay lên cao như con cao. Quay xa về gần rồi vội vàng lại quay. Hát chậm ơi. Dã man vô, hát vừa chậm mà vừa tròn chữ nữa. Chị hát chậm hơn đấy. Dã man thì. Thế thì sao? Thì 21 giây à? Chị giữ hơi mà phát âm tốt hơn quá chừng rồi. Em có thấy chị lấy hơi không? Em không thấy, không nghe chị lấy hơi. Nhưng chị có lấy hơi không? Có. Yeah. Khi mà chị hát á, là chị lấy hơi và chị ép cái phần cơ hoành để mà cho cái phổi của chị nó có thêm diện tích. Hát giữ hơi nó cũng sẽ lâu hơn, bởi vì sao? Hát em cần phải treo cái nốt. Dạ đúng rồi. Em vừa treo, em vừa móc cái nốt ở trên đấy là cái hơi em phải giữ. Bởi vậy mới nói rằng là đây là cái tầm quan trọng của phải có nền tảng đó. Đúng không? Xong rồi nha. Bây giờ em đi hả? Dạ giờ em đi rồi. Rồi, ok. Điếp với chị nãy giờ rồi, em về ba chị. Ủa thế hỏi sốc vậy thôi xong đi hỏi vậy hả? Hỏi sốc vậy thôi thì chị sốc đủ chưa? Hay chị muốn một câu sốc nữa? Thôi, đủ. Về. Ba. Nãy giờ hơn 50 phút, không phải 5 phút đâu nha. Bye. Bye, em về đây. Mệt mỏi quá rồi. Trời ơi. Chào mọi người. Ê, Quỳ Sư. Đi vậy đó hả?